shop xe đạp Quang Lâm xin được gửi lời chào, lời kính sức khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao trên mọi miền của Tổ quốc. Thì ngày hôm nay em làm video này để nói lời cảm ơn tới các một bác khách hàng ở trên Cao Bằng, bác đã tin tưởng và ủng hộ shop đấy, một chiếc xe Fansilo với mã là W600 đen vàng mà cơ sở anh em hôm nay lắp ráp để test xe cũng để gửi hàng cho bác. Thì trước khi đi vào chi tiết của video thì em cũng xin nói qua về cách thức mua bán cũng là giao dịch của shop. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào mà ở gần thì các bác đến trực tiếp shop em xem xe cũng là mua xe luôn, còn bác nào mà ở xa thì cũng như bác khách hàng đây, bác hãy gọi điện trực tiếp theo số điện thoại mà em để ở góc trái của video. Đấy, cũng như là kết bạn Zalo. Thì gọi điện video thì em là chủ shop, em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác để các bác có thể lựa chọn cho mình một cái chiếc xe đạp nó phù hợp với dáng vóc cũng như là nhu cầu của các bác. Thì đi vào chi tiết của video đây ạ. Đây là bác kỹ thuật ở bên em. Bác chào mọi người. Và đây là một chiếc xe với cấu hình thấp Fansilo với khung hình thép. Khung xe là bằng thép này. Thì cái khung thép này nó cũng hơi nặng một chút. Thế nhưng mà do cái nhu cầu của bác là bác chỉ có nhu cầu đạp xe thể dục buổi sáng này vào tầm 30 đến 1 tiếng, 30 phút đến 1 tiếng để bác tập thể dục đi quanh làng xóm thôi. Thì với chiếc xe cấu hình như này, cấu hình thấp này là các bác đã phù hợp với cái nhu cầu của bác rồi. Đấy, thì còn các bác mà có nhu cầu cao hơn là đạp xe để đi đua hay là đi đường trường, đường địa hình thì nhà em cũng đều có ở đây. Đây đây có các cái dòng xe thể thao đấy, cũng như là địa hình xe đua ở đây này. Đấy. Và cái phần bánh xe ở đây là bánh 26 với các cái phần lan hoa liền với cả cái phần vành này của Fansilo này, phần lốp này được làm bằng cao su cao cấp này, có được rất là nhiều cái phần nhám. Phần nhám này thì nó sẽ tạo độ ma sát cũng như là cái độ độ ma sát cũng như là cái độ bám đường để các bác đi trên đường đi tập thể dục thể thao ấy thì nó sẽ rất là ok, nó không bị trơn trượt, rất là đảm bảo an toàn luôn. Cao su cao cấp này, phần phanh là phần phanh thắng được làm được thiết kế ở đây là phanh cơ nhưng không có dầu nha các bác nhé, phanh cơ không có dầu. Đấy. Đen vàng, đây là cái phần đùi liên kết với phần bàn đạp này. Phần bàn đạp đây thì bác chưa lắp nhưng mà em giới thiệu đây là bàn đạp của Fansilo này, có hai phần phản quang ở hai bên. Đấy, được làm bằng nhựa cao cấp. Đấy, liên kết xoáy vào đây. Xoáy vào đó. Đây là yên. Đây là đồ đi theo xe nhé các bác nhé. Đây là phần giá bình nước cũng như bình nước này. Có chắn bùn. Đó. Có chắn bùn. Đây cũng phanh sau thì cũng là phanh thắng, phần cơ không dầu này. Đây là phần chân trống này. Chân trống lại đi theo xe nhé các bác nhé. Và đây là các ba ga. Bác cũng chia sẻ là bác có cháu nhỏ thì với buổi chiều bác đi tập thể dục, bác cũng có thể là cho cháu ngồi đằng sau này. Các ba ga này cũng đi rất là ok. Đây là cái phần gạt đĩa của Fansilo luôn. Thì các bác mà mua hàng ở bên shop em ấy thì shop em nhập xe về là sẽ là nguyên đai nguyên kiện như thế này. Đó. Sau đó là nhà em sẽ nhờ bác kỹ thuật để lắp ráp một cái chiếc xe và test xe xong lại không có lỗi và chỉnh xe cho nó bảo đảm thì bên em mới lại tháo ra để đóng hàng để gửi đi cho các bác. Thì cái phần chính của video này em cũng xin được một lần nữa là cảm ơn bác khách hàng ở trên Cao Bằng, bác đã tin tưởng và ủng hộ shop. Thì em cũng xin nhắc lại là cơ sở bên em là cơ sở chuyên cung cấp các cái dòng xe thể thao, xe địa hình, xe đua. Thì các bác nào mà có nhu cầu tham khảo các bác hãy gọi điện trực tiếp theo số điện thoại mà em để ở góc trái của video cũng như là kết bạn Zalo qua số đó. Thì em là chủ shop, em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Thì qua đây các bác nào mà yêu thích em thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký và bật hình quả chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các cái mẫu xe. Trong các video tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bác. Video của em đến đây là kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.